Hôm nay Phở Hồng Cúc xin view là cái món ăn hướng dẫn tất cả các bạn nấu món canh chua chay. Thì cái công đoạn đầu tiên là mình lượt me trước khoảng 2 giấc me vừa thôi. Thì lượt me thì các bạn đừng có đưa vô nồi, lúc đầu quên bỏ vô nồi thì nó có cặn bã, cho nên mình đưa ra nước ấm ở ngoài đó. Rồi xong mình lượt lại mình đổ vô nồi. Thì để lấy cái vị chua của nước me. Đây dầm như vậy, sau đó dùng lượt để lấy cái nước chua đưa vô nồi nha các bạn. Sau khi mình xả me và cho nước vào đó, thì nước đang bắt đầu sôi nè các bạn. Thì công đoạn thứ hai là bắt đầu mình cho thơm vào. Thì ở đây mình mua là nó khoảng chừng 1 gốc tư tới thơm. Và mình băm nhỏ ra và sau đó cho thơm vào. Thì trong cái quá trình này đó thì các bạn lưu ý nha, là nếu như có bọt đó, thì chúng ta phải vớt bọt để cho nước nó trong. Đặc biệt những cái món nước đó, thì các bạn nên hết sức lưu ý nha, có bọt là mình phải vớt bọt, chứ nếu như không có vớt bọt đó, thì nước lèo một hồi là rất là đục, nhìn nó không có thẩm mỹ. Nhiều khi cái nước nó ngon nhưng mà nước đục người ta nhìn ta cũng khoái nữa. Cái này là kinh nghiệm do mẹ mình nói lại cho mình biết đó, lúc mẹ mình còn sống đó. Thì là nấu món ăn mà cứ nước mà đục là mẹ mình không có chịu ăn luôn đó. Bởi vậy là bây giờ mình có kinh nghiệm mà bắt đầu phải vớt bọt. Các bạn nhớ lưu ý nha. Nè các bạn thấy là bắt đầu có bọt rồi ha. Mình vớt thêm tí bọt nữa. Đó. Ở canh bọt vớt hoài, nhiều khi vớt mỏi tay luôn nha các bạn. Sau đó là bắt đầu sôi đến mức độ này, bắt đầu mình cho là một ít nấm rơm. Tại do là mình nấu chỉ ăn có buổi trưa và buổi chiều, nhà thì có 5 người ăn cho nên là mình hơi ít, bỏ nó vừa ăn thôi chứ dư quá thì nó cũng ổn. Chứ ví dụ như nhà mà mình nhiều người ăn á thì mình sẽ bỏ nhiều hơn nữa. Bây giờ là bắt đầu là mình bỏ đậu hũ vô luôn, đậu hũ. Sau khi mà bỏ tất cả các cái gia vị cần thiết thì cái công đoạn cuối cùng của mình là bắt đầu là cho gia vị muối đường, một ngọt, mật nêm này kia để cho nó vừa ăn. Và sau khi mà bắt đầu nồi canh chua của mình nó bắt đầu sôi lên khá nhiều rồi đó, thì bắt đầu mình nêm gia vị các bạn. Thì muối thì chúng ta chỉ cần cho, cũng đặc biệt nha, khi mà mình nấu đồ ăn thì mình cho muối ít thôi, tại vì mình đã cho hạt nêm rồi, cho nên muối thì cho vừa phải, ít thôi nha các bạn, khoảng chừng nửa muỗng cà phê nhỏ thôi, 1/3 hay 1/4 là được rồi, không có nên cho muối nhiều quá, nó đậm mặn mình không có chữa được. Kế đến là chúng ta cho bột ngọt với đường. Thì bột ngọt thì như ở đây chúng ta cho 1.5 muỗng canh bột ngọt, do là mình ở đây là mình nấu cái nồi là nồi cũng hơi lớn chút cho nên mình cho như thế này, nhưng mà khi mà các bạn mà nấu cái nồi nhỏ hơn á thì cái hàm lượng nó để gia giảm lại chút xíu nha các bạn. Đây bột ngọt, rồi đến đường phèn. Đường phèn thì chúng ta cũng cho 1 muỗng canh đường phèn. Do lúc qua đầu chúng ta xả me cũng hơi nhiều đó, cho nên là để át cái vị chua thì chúng ta cho thêm 2 muỗng canh non vậy nè, đường phèn vào. Và khúc sau thì chúng ta nêm lại, nếu như mà cái vị chua này kia có thể gia giảm thêm chút đỉnh. Rồi trước mắt chúng ta cho như vậy. Rồi cái nữa là cái này là tới hạt nêm. Đặc biệt khi mà chúng ta nấu đồ chay, đồ mặn á, nó khác nhau. Cái vấn đề là đồ mặn thì chúng ta sử dụng hạt nêm cũng khá ít, nêm rất là đỡ heo. Nhưng mà riêng về đồ ăn chay á, mà để cái nước hay là gia vị rồi này kia nó ngon thì đặc biệt chúng ta phải sử dụng hạt nêm cũng hơi nhiều. Như vậy là nhiều. Đây là 1 muỗng canh hạt nêm. Sau đó cho một chút xíu nữa là vừa, để cho nó có cái vị ngọt tự nhiên. Hạt nêm này, hạt nêm rau nấm nha các bạn, nấm
Và cuối cùng là gia vị của mình, khi mà nấu bất kỳ một cái món nước chay nào thì cũng phải có, đó là dùng nước mắm chay. Nước mắm chay thì các bạn lưu ý nha, là đây, các bạn đi ra ngoài chỗ bán gia vị đó thì là nước mắm chay Việt Long, Việt chay, nói chung là hiệu gì cũng được, nhưng mà nên hạn chế là đừng có sử dụng nước tương khi nấu món nước. Bởi vì mình sử dụng nước tương á, thì cái nước rất là dễ bị chua, cho nên là hạn chế sử dụng nước tương nha các bạn. Đây, mình cho khoảng chừng 2 muỗng canh nước mắm chay. Rồi. Sau khi chúng mình nêm lại cái gia vị lại đó, thì do là cái vị me nó cũng khá chua, đặc biệt nha các bạn nhớ là cái món canh chua đó thì mình mới như thế này, thì chúng ta cho thêm khoảng 1.5 muỗng đường phèn cho nữa để nó trung hòa là cái vị chua cho nó vừa vị. Ok các bạn. Và sau khi mà mọi thứ đã xong gia vị thì bắt đầu mình sẽ bỏ những cái đồ bổi này vô, là trong vòng khoảng chừng 3 phút đến 4 phút là mình sẽ tắt lửa. Đây mình bỏ cà nha các bạn, cà chua. Thì cà chua ở đây chuẩn bị thì nó khoảng chừng 2 đến 3 trái cà chua, các bạn sắp chia làm 4 bỏ vô. Và bạc hà thì khoảng chừng 2 cây bạc hà cắt nhỏ, các bạn cắt xéo nha các bạn. Đây chúng ta bỏ bạc hà vô luôn. Bắt đầu thấy là hấp dẫn rồi đó các bạn ơi, bạc hà nha. Và kế đến là chúng ta bỏ đậu bắp. Đậu bắp ở đây thì mua khoảng chừng 5-6 cây đậu bắp, thì chúng ta cũng cắt ra, cắt xéo chia đều ra và bỏ đậu bắp vào. Và cái công đoạn cuối cùng đó là mình cần giá vô đó là tắt lửa luôn. Đây thì cái nồi của mình sau khi mà cho đồ bổi vô đây các bạn, nhìn rất là hấp dẫn. Và một cái cũng không thể thiếu nữa, đó chính là chúng ta cho một chén rau nêm vào để cho hương vị canh chua nó thơm. Đặc biệt canh chua là phải có rau nêm cho có mùi đúng đặc trưng của vị canh chua và hương vị miền Tây của mình đó các bạn. Đây thì chúng ta để khoảng chừng từ 3 cho tới 4 phút. Thì công đoạn cuối cùng là chúng ta đổ giá vào và tắt lửa ngay, tại vì giá nó rất là mau. Nước mà sôi thì cho giá vào là ok rồi, không có để lâu quá giá nó sẽ mềm, mình ăn không có ngon. Cái hương vị sau khi mình bỏ đồ bổi vô là bắt đầu nó có cái vị đặc trưng của canh chua rồi đó các bạn. Thơm, ngọt. Và chúng ta chờ đợi khoảng trong khoảng tầm 3 phút hoặc 3 phút rưỡi là bắt đầu cho giá vào và tắt lửa ngay nha các bạn. Rồi xuống. Đây. Và sau khi được 3-4 phút đúng ra là chúng ta cắt ớt sắc, nhưng mà ở nhà mình có làm một khẩu sa tế rất là ngon. Cho ớt sa tế vào thì đúng chất là canh chua, có hơi vị cay cay nồng nồng và mùi rau thơm, cộng với bạc hà với một tí giá nữa là đúng đậm chất canh chua. Đây cuối cùng chúng ta bỏ giá rồi các bạn. Và sau khi chúng ta bỏ giá vào thì lập tức là chúng ta sẽ tắt lửa ngay và đúng rồi, trọng giá lên thôi. Đây, đây cho giá xuống. Đó, hấp dẫn chưa các bạn? Quá hấp dẫn.
Rồi, lập tức chúng ta tắt lửa ngay đi các bạn ơi. Nước đang rất là nóng, để giá ngồi mềm ăn không có ngon. Và chúng ta đã có một nồi canh chua chay. Rất là đơn giản ha các bạn. Chúc các bạn có bữa ăn ngon. Chào các bạn. Đây các bạn ơi, đây nồi canh chua chay, bao gồm có núm rơm, tàu hũ, thơm, giá, bạc hà, đậu bắp và một tí cà, cộng với một ít rau nêm và có hương vị một chút xíu gì đó cay cay của ớt sa tế. Mà ớt sa tế này là nhà mình làm nha các bạn. Nói với các bạn là sa tế nhà mình làm là bao cay và bao ngon. Tại vì dân nhà mình là toàn là ớt không mà các bạn ơi. Thì sắp tới mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn các bạn làm ớt sa tế, để có thể là tự dùng ớt sa tế cay tại nhà.